Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và ok, thì đầu tiên là mình muốn thông báo với tất cả các bạn là chắc là từ ngày mai mình sẽ làm một cái clip Dragon City thôi. Bởi vì như các bạn thấy biết ấy, là cuộc đua đã kết thúc rồi. Thì Dragon City cũng đã không còn nhiều những cái sự thú vị như trước nữa. Thì nếu như các bạn vẫn muốn mình làm hai Dragon City mỗi ngày thì các bạn cứ comment ở bên dưới thì mình biết nha. Nhưng mà thực sự ấy, là mình cảm thấy là có vẻ như là mọi người cũng đã bớt thích cái Dragon City của mình rồi. Cho nên là bây giờ thì mình sẽ làm nó ít lại. Còn nếu như mọi người vẫn thích thì hãy thể hiện cái sự yêu thích của bạn bằng cách ấn like đi, like video cho mình đi. Thì mình sẽ làm những clip tiếp theo, một ngày hai clip cho các bạn xem. Thế nhá. Tuy nhiên là những bạn game khác ấy thì lại không được xem. Ví dụ như là một số bạn là fan của Minecraft hay là fan ở game bựa khi mà mình làm ấy thì các bạn ấy lại không được xem. Thì mình sẽ phải cố gắng sắp xếp thế nào để cho tất cả mọi người đều được xem video của mình một cách tuyệt vời nhất. Rồi, nói rông nói dài không bằng nói ít. Ngắn lại thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để like con rồng này ở trong Dragon City. Đây, mình sẽ chỉ các bạn cách để like con rồng này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để like con rồng gọi là Inox này các bạn ạ. Mình sẽ đặt tên con này là Iron Man. Các bạn thấy đặt tên con này Iron Man hợp lý không? Bởi vì nó kiểu làm bằng sắt đấy. Đó, đặt tên con này là Iron Man nhé. Mặc dù mình chưa like được nhưng mình đã dám đặt tên là Iron Man rồi. Tuy nhiên là cái tỷ lệ đấy, cái tỷ lệ like con này thì nó rất là dễ các bạn ạ. Thì các bạn có thể dùng hai con nhá. Các bạn có thể dùng con Amiado với cả là Kunfai thì các bạn có thể like ra con đấy. Nhưng mà hình như là mình chưa có con Amiado thì phải. Amadido chứ. Con Amadido hình như kiếm hơi bị dễ một chút ấy. Tuy là hình như mình đã từng like nó ra rồi, tuy là hôm nay mình lại hình như mình đã bán nó đi rồi hay sao đó các bạn ạ. Vãi thật. Hình như mình bán đi rồi cho nên là bây mình phải like một cái cặp khác. Các bạn có thể dùng cái con Aminaro thay lại với con Kunfai đấy, công thức dễ nhất đấy. Tuy nhiên là mình đã bán đi rồi cho nên là hôm nay mình sẽ làm cái công thức mà nó hơi lạ đời một chút. Đó sẽ là mình sẽ dùng cái con Amethyst lại với con Grandwing. Để mình tìm cái con Grandwing đây. Đây là cái con Grandwing này. Đấy. Xem bạn nào có con này không? Con này thì là các bạn làm nhiệm vụ ở đấu trường ấy sẽ nhận được. Mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn có con này. Đây, và các bạn cần thêm cả con Amethyst nữa. Con Amethyst của mình đây. Đây, thì các bạn cần hai con này ở level 10 đến 14. Mình sẽ cho hai con này level 14 nhá. 9 10 11 12 13 14. Ok, rồng này sẽ được gọi là rồng huyền thoại kim loại các bạn ạ. Mình chưa like ra thì mình nghĩ là mình có nhiều game này mình sẽ like ra thôi. 7 này, 8 này, 9 này, 10 11 12 13 và 14. Ok, mình đã có đủ được hai con này cấp 14 rồi. Mình sẽ like trên cái đảo nha các bạn. Thì cái tỷ lệ đó là 40%. Rất là hên xui nha các bạn. Nếu như mà mình xui thì phải chịu thôi. Nhưng mà nếu mà mình hên thì chắc là do mình may mắn. Mình nghĩ là như vậy. Bởi vì mình hên hay xui không quan trọng. Quan trọng là phải like ra cái đã. Đây, các bạn nhớ nhá, Amethyst Dragon. Sau đó các bạn like một cái con với lại con đấy nó ở đất đúng không? Đây, đợi mình một chút. Mình sẽ like cho các bạn xem ngay bây giờ đây. Đây, Grandwing Dragon nhá. Rồi các bạn like này. Có 10 tiếng rồi, 10 tiếng là chứng tỏ là mình đã thất bại đấy. Nhưng các bạn yên tâm đi, thất bại là mẹ của thành công các bạn ạ. Mình vừa mới thất bại xong, mình hy vọng lần này nó sẽ không thất bại thêm lần nữa. Không là mình nhục vãi cả trường nha. Thêm lần này. Yes, cuối cùng thì sau hai lần like mình đã thành công các bạn thấy chưa? Cái tỷ lệ 40% ấy thì nó phải hoàn toàn khác so với cái tỷ lệ mà 33% như là 33% như lần trước. Đây. Mình đã like hai lần và thành công luôn. Đây chính là cái con rồng Iron Man mà mình sẽ cho ra ngay bây giờ đây. Đây, giới thiệu các bạn bốn hệ nhá. Đó. Đây. Con rồng bốn hệ. Mình đã có được để xem nào, mình đã có được mấy con ở trong cái bộ sưu tập rồng ở trên đảo rồi nè. Đây, mình sẽ lên và xem mình đã có được mấy con rồi nhá. Với bộ sưu tập rồng ở trên đảo thì mình đã có rồng huyền thoại trên đảo một con này. Một con rồi nhá. Hai con. Ok, 3 4
5. Vậy là mình còn thiếu một con nữa. À, có 6, con này chưa có đúng không? Con này với con này còn hai con nữa các bạn ạ. Mình tưởng có 6 con thì mình đặt tên mấy con này là tên theo một cái mấy cái viên đá vô cực ở trong cái adventure các bạn ạ. Nhưng mà nó có 7 con. Thì chắc là thôi, sẽ không đặt tên theo đá vô cực nữa. Rồi bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem mấy con rồng này nó thế nào nhá. Đây. Nó đâu rồi? Mình vứt nó vào đâu nhỉ? Mình quên mất. Thật luôn á. Ấy, mình vừa vứt nó ra đâu rồi? Hình như là băng đúng không? Ở đây, giới thiệu các bạn. Đây là con rồng Iron Man của mình, con rồng kim loại, rồng huyền thoại kim loại của mình. Bạn thấy à? Đấy, con này rất là thích rèn rũa các bạn nhá. Đấy, rất thích rèn rũa này. Nó rèn ra một wow, nó rèn ra bộ răng này nhìn chất lượng quá ấy. Ok, mình sẽ cho lên cấp 2, cấp 3 và cấp 4 nó sẽ tiến hóa lần thứ nhất. Để xem là nó rèn ra cái gì nào. Wow, nó có thể điều khiển được kim loại các bạn ạ. What? Nó rèn được thanh kiếm này các bạn. Vãi, thanh kiếm nhưng vỡ cái nó khóc luôn. Rồi, mình sẽ cho lên cấp 7. Các bạn thấy con này thế nào? Có thể chấm mức điểm trên 10, các bạn đếm chấm mấy điểm nhỉ? Lên cấp cao nó tự rèn cái cổ của nó luôn. Các bạn thể chấm điểm con này, mình thì theo mình thì mình chấm con này 9 đến 10 đấy. Nó hơi bị ít máu một tí thôi. Mình sẽ cho lên cấp 15 để xem mấy cái skill nó nào. 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15. Ok, đây mình sẽ xem skill nó một chút nhá. Đây là những skill của nó nè. Đó. Có đúng một chiêu bùn đất là chiêu 1050 các bạn ạ. Mình không hiểu tại sao cái chiêu kim loại là chiêu bùn đất các bạn ạ. Còn chiêu meter shower giống kiểu hồ tắm vậy. Phát. Cái này shower là bể bơi à, hồ bơi à. Cái gì phòng tắm hay gì đấy. Fort Nova là chiêu băng vĩnh cửu rồi. Flaming Arrow là cái cung cái mũi tên băng. Chắc là nhiều bạn sẽ biết rồi. Yeah, con hồ cá đi học chiêu về rồi. Để mình xem nào. Sau khi học chiêu về thì cái sức mạnh của nó là bao nhiêu nào? Bởi vì nó cộng 8 cho mấy phần trăm sức mạnh cơ. 1950 được các bạn ạ. Tính ra nó không được nhiều lắm. Con này cũng yếu lắm. Hiện tại mình có khá là nhiều dòng Legend rồi. Bạn nào có thể tổng hợp cho mình biết là mình đã có được bao nhiêu con Legend rồi hay không. Đây mình sẽ lại tiếp tục like hai con hệ Pu cấp 7 ở đây. Với hy vọng là sẽ được thêm một cái con Legend nữa các bạn ạ. Theo các bạn là có được không? Mình like đúng một lần thôi. Còn mấy lần sau đúng khó. Lần đầu like đúng dễ luôn các bạn. Còn mấy lần sau mình like cả chục lần rồi vẫn chưa thấy ra đấy. Đấy vẫn cứ like được mấy quả trứng hệ Pu rồi. Mình like liên tục mấy hôm nay ấy mà. Nhưng mà nó không được các bạn ạ. Này, thấy đấy, ra hoài luôn. Còn cái cuộc đua này mình đã đua xong rồi. Mình sẽ đợi đấy khi nào mình nhận cái con heroic đua nhận cái con heroic kìa thôi. Chứ hiện tại mình không hứng thú với cuộc đua lắm nữa. Ok, rồi bây giờ mình sẽ vào đây nè, xem được đánh tiếp chưa. Tại hồi trưa mình có làm hồi trưa mình có đánh rồi đấy. Bây giờ cái này một lần nó bắt chờ 5 tiếng cơ các bạn. Chờ 5 tiếng khá là lâu á, cho nên là ok. Bây giờ mình sẽ qua thế giới bên này để xem là nó có cái gì mới không. Các bạn nhớ chấm điểm cho con rồng của mình nhé. Để xem nó được mấy điểm nào. Xem mà có cảm thấy hứng thú với con rồng của mình không nào. Bây giờ phải tuy thu thập mấy cái platinum này để mình nâng cấp cái đảo này lên các bạn ạ. Đây phải nâng cấp cái đảo này lên để cho thêm một con rồng nữa vào. Hiện tại là mới chỉ cho hai con rồng thôi. Còn cái con rồng bị ứ động trong đây này thì đang rất là cần một chỗ. Đó chính là chỗ đấy ấy, để đi vào. Các bạn thấy đấy. Thật là khổ cực đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại thế giới thực. Để xem là hôm nay nó có bán thêm con rồng huyền thoại gì nữa không nào. Mình hy vọng nó đừng bán thêm con rồng huyền thoại gì nữa. Ok. Vậy là theo như mình nhớ không nhầm thì cuộc đua Heroic thì sẽ kết thúc vào ngày mai các bạn ạ. Sẽ kết thúc vào ngày mai nhá. Cuộc đua Heroic sẽ được kết thúc vào ngày mai. Ui nó bán con rồng gì này. Một con rồng Epic 3 hệ mà tới 210 game. Wow. Khá là buồn cười. À hiện tại mình đánh đấu trường thì đã lên tới. Mình bơi có thể mở được cái này không? Chưa mở được đúng không? Bây giờ mình đánh đấu trường thì đã lên được hệ ánh sáng 2 rồi các bạn ạ. Vậy là mình gần lên hệ Pu rồi. Mình đã gần lên hệ Pu trở lại rồi. Ánh sáng 2 nó không cấm bất cứ con rồng nào thuộc kia. Nó không cấm bất cứ một con rồng nào thuộc hệ không phải hệ ánh sáng. Mà nó chỉ cấm Heroic thôi các bạn ạ. Hình như là sau mỗi cuộc đua ấy, thì nó sẽ cấm mấy con Heroic đi hay sao á. Mình nghĩ là như vậy. Ok, mình sẽ đánh ở cái đấu trường này. Bây giờ thì con nào cũng trâu cũng bò hết. Các bạn nhìn à, con này A cộng thôi mà nó mạnh gần bằng con sát thủ đầu cú. À quên, con sát thủ đầu cú của mình nó không được búp máu các bạn ạ.
Còn cái con này nó được búp máu ở đây nè. Ta thấy là được búp tới 30% máu, cho nên là được 35.000 máu. Nó là một con epic nhưng mà nó được búp. Đây là nhìn nó cũng khá là mạnh. Con này cấp 30. Hầu như là những con rồng của mình nó không được búp ở đây. Con này thì đơn giản rồi, mình sẽ cho bảo vệ bóng spa không đánh được các bạn ơi. Con này là con cầu đầu đao của mình. Đây. Bảo vệ bóng spa đây. Mạnh vãi cả trưởng. Con này có vẻ mạnh đấy các bạn. Mình sẽ cho bảo vệ bóng spa của mình ra nhá. Hai con bằng máu á. Ủa sao nó nhiều máu hơn mình? 35.000 máu này. Hai con bằng cấp. À mình mới A cộng A thôi các bạn ạ, nó A cộng rồi. Nhưng mà chắc là thanh niên này đang búp 30% hay gì ấy, mình nghĩ là như vậy. Một hit. Hai hit, chắc là không tiêu diệt được nó rồi. Chắc là không tiêu diệt được, dùng bảo vệ bóng số 3 không tiêu diệt. À, bảo vệ bóng số 3 không tiêu diệt được rồi. Mình sẽ cho con này ra để kết liễu thôi. Bây giờ mình vẫn chưa muốn mất bất cứ một con rồng nào ở đây hết. Bởi vì mình đang làm nhiệm vụ cho hội đấy. À quên, thì mấy cái ngôi sao đấy, thì sau khi đọc comment của mọi người ở tập trước thì mọi người đã chỉ mình đó, đó chính là khi mà mình được cộng thêm 1 sao thì con rồng của mình sẽ được tăng thêm 5 level nữa. Có nghĩa là bây giờ mà được 1, 2, 3, 4, 5 1 sao nữa thì sẽ lên 35, 2 sao là 40, 3 sao là 45, 4 sao là 50. Đây, vậy là mình có thể lên tối đa là 55 cấp à? Theo mình nhớ không? À không, đâu. Bởi vì level 40 là bây giờ level 40 thì nó mới mát, cho nên là 45, 50, 55, 60, 65. Vậy là mình có thể lên được cấp 65 các bạn ạ. Mình nghĩ là như vậy. Thì không biết là có đúng hay không, mọi người có thể comment ở bên dưới để mình biết. Bởi vì mình không phải là gọi là chuyên về mấy cái này đâu, mình ít khi mình đi tìm hiểu lắm. Mình biết những cái thông tin này là chủ yếu là nhờ những cái comment của mọi người ở phía dưới thôi. Vì thế mà nếu như ai mà thực sự mà yêu quý mình hay là muốn cho mình biết những cái thông tin bổ ích thì các bạn có thể comment ở bên dưới để mình có thể đọc và tìm hiểu ở những comment của mình, thay vì việc là mình phải lên trên mạng để mình tìm hiểu của những người khác. Bởi vì căn bản là mình không thích tìm hiểu người khác các bạn ạ. Mình thích những người bạn đang xem cái clip của mình nhờ. Thì sẽ gọi là thích thú vị hơn. Mình rất là thích gọi là được những người mà trong comment của video của mình ấy, chỉ mình á, chứ người ngoài thì mình không thích. Thế đấy. Ôi, sao mấy con này mạnh vậy? Mình nghĩ là mình sẽ không thoát khỏi mùa đông này rồi các bạn. Mình nghĩ là rất có thể mình sẽ phải nằm lại đây. Ê, ấn nhầm chiêu rồi. Ok, mình sẽ tiêu diệt con này. Quang 18.000 máu à. Đây, may quá nhở. Con mãng xà bán xà bông này sẽ cân sạch tất cả mọi thứ các bạn nhá. Con này mạnh lắm. Mạnh lắm. Đó, thấy chưa? Quá mạnh luôn. Ok, mình đang kiếm được rất nhiều điểm gui. Tuy là có nhiều bạn ở trong gui mình kêu là: anh ơi, em không thể kiếm được điểm gui, anh đừng kích em nha. Thì mình xin lỗi là mình sẽ phải kích các bạn ấy ra. Các bạn biết tại sao? Bởi vì mình ấy là mình rất là gọi là không muốn vì một người mà ảnh hưởng tất cả mọi người. Ví dụ bây giờ một người không làm cái xong rồi thế nào cả bạn cũng không làm. Bởi vì mình không kích một người được, một người xin mình được là các bạn ấy lại cứ thế mà xin thôi: anh ơi em không làm được đâu. Đấy. Vì thế cách giải quyết tốt nhất của mình đó chính là kích ra để cho lấy làm gương cho những người khác. Và cũng có rất là nhiều bạn muốn vào cái vui của mình nhá. Vì thế mà thì cũng có chỗ để cho mọi người khác vào. Vậy thì nó cũng rất là ok. Không có gì hết. Thì nếu như bạn nào mà cảm thấy vào được thì cứ vào thôi. Còn bạn nào không vào được thì chịu. Còn một số bạn thì không tìm thấy cái vui của mình thì mình cũng không biết nói như nào nữa. Bởi vì cái... Mình không biết phải làm sao, bởi mình chưa gặp phải mấy cái trường hợp như vậy đấy. Thì nếu như các bạn mà không tìm cái vui của mình thì cũng thông cảm cho mình thôi. Bởi vì mình không biết. Thế đó, bây giờ mình phải gọi điện cho nhà phát hành kêu à. Người ta lại chửi mình chết mất. Người ta kêu: thằng ránh con, biết cái gì nên gọi điện tới. Đấy, mình ngại lắm các bạn ạ. Ui, đây có một con hệ Primal này giới thiệu các bạn. Mình có một con khắc chế hệ Primal đó. Mình chờ rất là lâu rồi. Chờ mãi mới có một cái con hệ Primal xuất hiện để mình sử dụng cái con Aokiji này các bạn. Hello em. Ui đau thế. Vãi. Mà đánh đau quá. Rồi, tiêu diệt luôn. Cái gì mà đau vậy? Đúng đau luôn á. Con Aokiji của mình máu thấp quá. Chết. Có lẽ hệ nước này sẽ sợ hệ sấm sét.
Con này thì không có hệ sấm sét. Ok. Mục đích của mình đang là muốn luyện cho con bảo vệ bóng xà bang này cho lên A cộng đi. Đây là con epic đầu tiên là mình luyện A cộng đấy các bạn. Quá kinh. Đầu tiên là mình luyện một con epic lên A cộng, thưa các bạn. Tuyệt vời. Ok. Đây là tên cuối cùng này. Đánh đi, đừng sợ. Trước sau cũng thắng thôi. Các bạn thấy mình rất là may mắn bởi vì mình có một cái con rồng có hệ nước. À, con này có hệ nước này. Dragon Fox. Mấy anh liền đặt tên rồng hầm hố bác. Ok, mình sẽ cho con... Ok, thế này là hợp lý này. Con Dragon Fox này cho... Fanzone ạ, vãi trưởng. Thanh niên đặt tên rồng là Fanzone đấy các bạn. Vãi cà đạn. Ờ, con này A cộng này. Con này đánh phát cả team bị mất máu hay sao đấy. Nó có chiêu đặc biệt đấy, mấy con rồng đấu trường nó chiêu đặc biệt đấy. Đánh phát cả team mất máu luôn. Ok. Mình đã gần lên được cái rank cao nhất rồi các bạn. Mình đang được 6.400 điểm. Bây mình lên 6.700 điểm là... À 6.800 điểm là... À mình... 6.600 điểm rồi. Mình còn 200 điểm nữa thôi. Là mình sẽ lên được cái đấu trường mạnh nhất. Là cái đấu trường chiến binh đấy các bạn. Hay chưa? Mình sắp lên đấu trường chiến binh rồi. Thì ở tập trước có nhiều bạn nói mình là mình nên xây những cái habitat thêm đi để mình đỡ phải bán rồng. Tuy nhiên các bạn yên tâm đi. Bây giờ mình chỉ bán mấy con rồng lặp thôi nhá, chứ mình không bán mấy con rồng kia nữa. Mình không bán mấy con rồng mà mình chưa like nữa. Bây giờ mình chỉ bán tập trung bán mấy con rồng lặp đi lặp lại thôi để cho mọi người đỡ chửi mình nữa. Tập trước bị chửi nhiều quá. Giờ khổ quá rồi, không dám hoa he nữa. Ok, mình sẽ tiếp tục luyện rồng tiếp. Bí kíp luyện rồng anh em ạ. Ok. Ủa sao mình lại cho con Komodo Kazu vườn này, what? Mình không hiểu gì, chưa gì bị đánh SML rồi các bạn. Ok, cho dâu đen ra thử sức. Dâu đen yếu quá nhở. Bây mình không, vãi. Giờ không biết cái con sa tăng mặt quỷ thì của mình có cân được hai con không đây. Chứ con dâu đen này yếu lắm. Nhưng mà không sao, mình có 3 lượt cho cái thử thách này mà. Thoải mái. Mình có 3 lượt cơ. Sa tăng mặt quỷ của mình đã lên A trừ rồi các bạn ạ. Wow. Rồi, nó không đánh mình bị sốc đam thì chắc là mình có thể đánh được đấy các bạn. Đó, nó không đánh mình sốc đam được thì chắc là mình sẽ tiêu diệt được. Ok, thoải mái. Sa tăng mặt quỷ của mình mạnh lắm. Bây giờ phải thay cái con Kaiju vào. Đây. Kaiju thay bằng bảo vệ bán xà bông các bạn. Ok. Đây là đội hình mới. Cái event này bao giờ mới hết để mình thề mấy hôm nay mình không xem cái event trái cây luôn. Bởi nó cho ít quá mình không xem. Không biết là ý các bạn có hay xem không chứ mình thì không xem luôn ấy. Ok rồi, chắc là mình sẽ dừng cái tập này đây nha. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Bye bye.